Cậu bé giơ tay lên, giả làm súng ngắm chuẩn người đàn ông kia. Bằng một tiếng, người đàn ông lập tức gục đầu xuống, giả vờ chết, vô cùng phối hợp. Nhưng ngay sau đó, nam chính cũng giơ tay lên. Khi nhìn thấy cổ tay người đàn ông đang bị còng, cậu bé ngơ ngẩn. Bằng một tiếng, trái tim bé nhỏ của cậu liền sợ hãi. Sau đó, mẹ của đứa trẻ vội vàng hỏi tiếp viên hàng không, cái người đeo còng tay kia có nguy hiểm không? Tiếp viên nói yên tâm đi, sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì cả đâu. Sau đó, nữ tiếp viên quay người mở nắp ra, lấy khẩu súng rồi lập tức thay đổi sắc mặt, nhắm vào FBI bên cạnh người đàn ông. Bằng bằng hai tiếng, một loạt động tác lưu loát thành thục, FBI lập tức lĩnh cơm hộp. Người đàn ông nhẹ nhàng tháo xuống còng tay, sau đó cầm lấy súng, đi về phía buồng lái, đẩy cửa ra, hỏi ai là phụ trách thế? Cơ trưởng nói là tôi. Sau đó một tiếng súng vang lên, cơ trưởng cũng lĩnh cơm rồi, bây giờ thì ai phụ trách ở đây thế? Người đàn ông tiếp tục hỏi. Phó cơ trưởng nghĩ một hồi, trả lời ông là ông. Tốt lắm, người đàn ông rất vừa lòng. Đây là lần đầu tiên người đàn ông đó vượt ngục đấy, vượt ngục trên máy bay luôn, bởi vì trước đó anh ta chưa bao giờ bị bắt cả. Người đàn ông này là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất trên thế giới, nhân vật phản diện siêu cấp gợi cảm và quyến rũ. Sau mỗi lần phạm tội đều sẽ đi phẫu thuật, đổi một gương mặt mới, là tội phạm bị FBI xếp vào hàng khó bắt nhất, không hề hổ danh. Hôm đó, phản diện nhà chúng ta đi đến bệnh viện để đổi mặt, bác sĩ muốn tiêm thuốc mê cho anh ta nhưng đã bị cản lại. Phẫu thuật trực tiếp là được rồi, đúng là một người tàn nhẫn mà. Yêu rồi. Ngay khi bác sĩ chuẩn bị thực hiện phẫu thuật thì người của FBI đột nhiên xông vào. Phản diện nhanh chạy trốn bằng đường cửa sổ, nhưng rất đáng tiếc, anh ta lại trực tiếp va chạm với xe cảnh sát, lại bị hơn chục chiếc bình nước ngăn lại, nên anh ta bị bắt rồi. FBI đưa anh ta về tổng bộ. Không ai ngờ được rằng anh ta lại muốn chạy trốn trên máy bay. Những chuyện như cướp máy bay này, phản diện đã sắp đặt từ sớm rồi. Đầu tiên, thay đổi nữ tiếp viên, an bài thuộc hạ giả làm hành khách. Sau đó, đợi đến lúc tất cả mọi người đều lơ là cảnh giác rồi hành động, cực kỳ thuận lợi, rất nhanh đã có thể khống chế được máy bay rồi. Thưa quý ông và quý bà, trong tay mấy bạn nhỏ nhà tôi không phải súng đồ chơi đâu nha, nếu mọi người không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ phải chết đó. Cả máy bay bị dọa tới mức mặt mày tái mét. Cậu bé vừa rồi còn chơi trò dùng tay làm súng, bây giờ đang nằm trong tay mẹ cầu sợ hãi. Ai mà biết được chú ấy lại chơi hẳn súng thật cơ chứ. Người đàn ông cực kỳ hài lòng đối với kết quả này. Nhưng chuyện mà anh ta không biết đến chính là trên máy bay còn có một bảo an chuyên nghiệp đã lỗi thời. Tại sao lại lỗi thời đây? Bởi vì bây giờ kiểm soát máy bay cực kỳ nghiêm khắc, đã rất lâu chẳng có ai đi cướp máy bay nữa rồi. Chuyên gia chỉ có thể lên lớp dạy các tiếp viên hàng không về an toàn máy bay mà thôi. Còn bị nữ tiếp viên chất vấn một đống câu hỏi, lần này anh đã không còn tiền để mua hạng vé tốt nữa rồi, ngồi ở hạng phổ thông bị bà cụ ngồi cạnh làm phiền. Vì để trốn khỏi sự phiền nhiễu này, chuyên gia chỉ có thể trốn vào trong nhà vệ sinh mà thôi. Khi vừa vào trong nhà vệ sinh, bên ngoài lại nổ ra tiếng súng. Với nhiều năm làm chuyên gia bảo an, hé cửa ra nhìn trộm một cái, lại biết được một tin tức quan trọng, tội phạm đã chiếm giữ máy bay rồi. Cuối cùng thì anh ta có thể tiếp tục kiếm cơm rồi. Chuyên gia nhân lúc đám tội phạm không chú ý, lén lút lôi ra tấm danh thiếp, nói cho đồng nghiệp của mình về tình huống trên máy bay. Bọn cướp máy bay cũng không phải dạng vừa, rất nhanh đã phát hiện ra chuyên gia. Chuyên gia nhân lúc tên cướp máy bay đang phân tâm, đá hắn một cái rồi nhốt lại trong nhà vệ sinh, dùng cửa đập mạnh vào tay cầm súng của hắn, sau đó ấn đầu hắn vào trong bồn cầu. Ây, hình như chưa nhìn thấy anh chuyên gia giật nước đâu nhỉ. Sau một lễ rửa tội đầy mùi vị, chuyên gia đã thành công chế ngực được tên cướp máy bay, sau đó dùng hắn ta làm con tin, uy hiếp phản diện ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng mà tên phản diện lại chẳng ngoan ngoãn gì hết, mày muốn giết thì giết thôi, dù sao thì người bên tao cũng nhiều lắm. Quả nhiên là nhân vật phản diện nhẫn tâm, điên cuồng, ngây ngất lòng người mà. Tất nhiên, trong tay của phản diện cũng có con tin. Nữ tiếp viên ngày đầu tiên đi làm, không nỡ giết ư? Không sao cả, ta còn có một hành khách đáng thương khác cơ mà. Bằng một tiếng, đã chết thêm một người thường, lại bắt đầu lại lần nữa. Dù sao thì hành khách trong đây còn nhiều lắm, mà hắn ta thì có thời gian. Chuyên gia bị hành động vô sỉ của phản diện đánh bại rồi, anh ta bỏ súng xuống. Viên đạn của phản diện bay đến rất nhanh, may mà chuyên gia đã trốn nhanh. Tên cướp máy bay lại vinh dự được làm bia đỡ. Chuyên gia và nữ tiếp viên hàng không nhân lúc hỗn loạn liền trốn đi. Sau đó, rút ống dẫn nhiên liệu ra, máy bay rất nhanh phải hạ cánh vì không có nhiên liệu. Nhưng mà phản diện vô cùng chấn định, dù sao trong tay hắn còn có nguyên một máy bay đầy người cơ mà, hoàn toàn không hề sợ đâu nha. Chuyên gia cũng hiểu được vấn đề này, đối phương người nhiều, lại có vũ khí, nên đã đem theo nữ tiếp viên đi đến cửa sau. Đợi sau khi máy bay hạ cánh rồi, thì vấn đề đầu tiên cần làm chính là gọi người đến cứu viện. Nhưng lại không may bị phát hiện ra rồi, tên cướp máy bay đạp một phát làm anh ta lăn xuống dưới, tóm nữ tiếp viên đi. Lúc này, phản diện đang đàm phán với trạm điều khiển, mang nhiên liệu đến trong vòng 5 phút đi, nếu không thì cứ cách 3 phút tao lại giết một người. Người trong trạm điều khiển nghĩ rằng hắn ta đang nói đùa, không ngờ rằng sau khi dùng ống nhòm nhìn một cái, đã thấy vài cỗ thi thể bay từ trên máy bay xuống rồi. Tên nhóc này lại dám chơi thật luôn. Sau đó, tên phản diện lại tiếp tục nói, chỉ cần mày đưa nhiên liệu đến,
thì tao sẽ thả một nửa số người trên máy bay đi. Như thế này còn không đủ chân thành hay sao? Không còn cách nào khác, người ở trạm điều khiển đành phải đồng ý. Lúc này, có hai vị cảnh sát phát hiện ra chuyên gia. Ôm đầu, ngồi xổm, cúi xuống đất. Không phải chứ anh Giai, tôi là chuyên gia bảo an của máy bay đấy. Là thật đấy, nhìn mày đã chẳng giống người tốt lành gì rồi. Lại còn nói bản thân là chuyên gia bảo an của máy bay. Tóm mày luôn. Chuyên gia bị đưa đến trước mặt cảnh sát trưởng. Không phải mày là gián điệp mà phản diện cử đến đấy chứ? Không phải đâu mà. Nói là mày thì chính là mày. Sau đó, chuyên gia liền bị xem như gián điệp. Chuyên gia cũng cạn lời rồi, chỉ có thể dựa vào sức mình, đánh cho viên cảnh sát một cái, lại đánh thêm quyền nữa. Thành công giải quyết được hai người, cưỡi mô tô nhỏ thuận lợi rời đi. Lúc này, nhiên liệu máy bay được đưa đến kịp lúc. Tên phản diện cũng tuân thủ lời hứa, thả một nửa số người trên máy bay đi. Nhưng mục đích thật sự mà hắn ta thả người chính là vì để trà trộn vào bên trong đám người, âm thầm trốn khỏi máy bay. Cái suy nghĩ này đã sớm bị chuyên gia nhìn thấu rồi. Vì thế anh đã lái xe mô tô, vội vã đuổi theo hắn ta. Ai mà biết được tên phản diện lại có một trái tim nhi đồng cơ chứ. Thế mà lại chạy trốn đến công viên giải trí. Bên trong đều là các bạn nhỏ. Tên phản diện ẩn nấp trong đó không hề để lộ dấu vết gì. Chuyên gia muốn trèo lên vòng đu quay, đứng trên cao mới nhìn được xa đúng không? Thuộc hạ của tên phản diện đã phát hiện ra anh, cũng đã trèo lên đằng sau anh, muốn xử gọn chuyên gia cho đại ca nhà mình yên tâm. Ai mà biết được vừa đến gần chỗ chuyên gia, lại bị chuyên gia dùng chân đạp xuống dưới. Tên cướp máy bay bị đạp xuống dưới, cả cơ thể được trải nghiệm cảm giác tự do bay lượn. Tên phản diện nhìn thấy thế, muốn dùng vũ khí để áp chế đối phương. Chuyên gia lén lút trốn trong vòng đu quay. Sau đó, nhân lúc phản diện không chú ý, bay vèo một cái đè phản diện xuống đất. Sau đó, cảnh sát cũng nhanh chóng đến hiện trường, tóm ngay được tên phản diện. Dễ như thế đã bắt được tên phản diện ư? Tất nhiên là không thể rồi. Hắn ta đã sớm ra lệnh cho thuộc hạ rồi. Nếu như 20 phút sau, hắn ta không liên lạc với bọn họ, thì bọn họ sẽ tự động diệt khẩu hết toàn bộ máy bay. Vì thế, tên phản diện lại một lần nữa đưa ra điều kiện, đưa hắn ta trở lại máy bay. Sau đó, thuộc hạ của hắn sẽ thả toàn bộ hành khách ra. Cảnh sát cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đáp ứng điều kiện này. Nhưng để phòng trừ hắn ta sẽ giở trò quỷ, vẫn phải an bài một chút. Cảnh sát gọi đến lính bắn tỉa. Nếu như tên phản diện không làm theo những gì đã bàn, thì sẽ bị bắn nát sọ ngay lập tức. Kết quả là lính bắn tỉa lại không nghe theo sắp đặt, bắn bằng bằng 2 tiếng, xử lý sạch sẽ hai vị cảnh sát hộ tống hắn. Chuyện gì thế này? Thật ra thì hai lính bắn tỉa kia là người của tên phản diện. Những hành động này chỉ để đưa tên phản diện lên máy bay. Mắt thấy máy bay sắp bay đi rồi, chuyên gia nhanh chóng leo lên trên. Ngay trước khi máy bay cất cánh vài giây, đã thành công trèo lên trên máy bay. Lúc này, một tên thuộc hạ đang nhặt vài mảnh giấy vụn. Chuyên gia đột nhiên xuất hiện, đạp một cái làm hắn ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, nắm đấm liền đến chào hỏi mặt hắn, nhẹ nhàng giải quyết tên thuộc hạ. Đối diện với đòn công kích bất ngờ, từ đầu đến cuối, hắn ta không hề nhìn rõ mặt mũi đối phương như thế nào, chỉ cảm giác trước mắt có chút đen. Chuyên gia một đường hạ gục vài tên thuộc hạ, sau đó lẻn vào buồng lái, đấm ngã cô tiếp viên giả. Bây giờ chỉ còn lại tên phản diện thôi. Chuyên gia tấn công từ đằng sau, thẳng tay áp chế hắn ta. Tên phản diện không chịu yếu thế liền nổ súng, không may lại làm vỡ cửa kính máy bay. Một luồng áp lực không khí cực lớn xông vào trong máy bay. Hai người đấu tranh kịch liệt bất phân thắng bại. Những người khác đã không chịu nổi nữa rồi. Mấy người cứ đánh đi, tôi đi trước đây. Cánh cửa máy bay cũng rơi mất. Hai người bị một luồng không khí mạnh mẽ hút đến gần cửa. Bây giờ chính là lúc phân định thắng thua đây. Xin lỗi nhé, thể lực của phản diện không tốt lắm nên đã bị đá khỏi máy bay rồi. Tên phản diện mất tích trong không gian. Chuyên gia đã thành công giải cứu hành khách trong máy bay. Tất nhiên là hành động anh dũng của anh cũng đã giúp anh thành công chiếm được trái tim của người đẹp rồi. Cuối cùng, chúng tôi cũng có hy vọng rằng tên phản diện dễ thương ngây ngất lòng người, tốt nhất là không cần đáp mặt xuống trước.